6 lý do khiến gà mất cân. Xin chào anh em, hôm nay bác sĩ Đỗ Tiến Đức sẽ chia sẻ với anh em 6 lý do khiến gà mất cân và cách phòng ngừa. Lý do thứ nhất là do gà sốt cao quá ảnh hưởng tới thần kinh và sau đó không chỉ đạo được hệ thần kinh và gây ra hiện tượng co run chân và mất cân. Với trường hợp này, chúng ta hãy hạ sốt cho con gà ngay khi chúng ta thấy gà có biểu hiện sốt. Lý do thứ hai là do chúng ta để con gà bị tiêu chảy dài ngày không điều trị kịp thời dẫn đến hiện tượng mất gân. Trường hợp này chúng ta cần sử dụng ngay kháng sinh để điều trị. Ngoài ra chúng ta sử dụng thêm men và giải độc gan để hỗ trợ cho phục hồi gân. Lý do thứ ba là do chúng ta sử dụng các dòng kháng sinh tiêm vào vùng cơ đùi của gà quá nhiều mà chúng ta lại không sử dụng các dòng giải độc gan thận tăng cường chức năng thận cho con gà. Thì vậy với trường hợp anh em sử dụng các kháng sinh tiêm vào vùng đùi và kể cả đường uống, chúng ta nên sử dụng giải độc gan thận cho gà. Lý do thứ tư là do chúng om chuồng không đúng cách, nhất là hôm trời nồm ẩm không có nắng chúng ta om chuồng gà. Với phương án này chúng ta nên om chuồng gà lúc trời mà có ánh nắng. Sau khi gà om chuồng xong chúng ta nên cho phơi nắng cho gà. Thời gian phơi nắng từ lúc 7:30 đến 9 giờ. Thứ năm đó là gà mới ốm dậy chưa phục hồi thể lực, anh em đã cho đi tập vần ngay, gà rất dễ mất gân. Với trường hợp này khi mà gà mới ốm dậy chúng ta nên sử dụng bộ sản phẩm ốm trong gà đá của công ty Hà Thành để sử dụng đến cho khi cho con gà chúng ta phục hồi thể lực, ta bắt đầu muốn cho đi tập vần. Và lý do thứ sáu là anh em cho con trống đạp mái quá sớm, cái thời điểm mà con trống có thể đủ trưởng thành để đạp mái là từ 9 đến 10 tháng trở ra anh em nhé. Vậy anh em gặp trường hợp mất gân nào khác xin hãy để lại bình luận ở dưới video này. Cảm ơn anh em đã xem hết video này và bác sĩ Đỗ Tiến Đức luôn đồng hành cùng anh em CK.